Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái con DCI 4x2400N nha các bạn. Cái con này là 4 kênh, mỗi một kênh là 2400W, nó có network luôn. Đó thì cái con này là made in Mexico nha các bạn. Crown. Nào quay kỹ cho các bạn xem. Thì cái con này là 217 triệu chưa thế. Có thế luôn á là thêm 20 triệu, khoảng 230 triệu con này nha các bạn. Ờ chạy dây nguồn nữa nè má ơi luôn. Nguồn new trick AC3FC HC. Đó cho các bạn xem cộng dây nguồn của nó là khiếp chưa. Đó. Rồi cuối thùng. Đập thùng. And đây. Đó đồ chơi của nó là đã chưa. Đây thì có cái này là catalog nha các bạn, phụ kiện. Đó. Rồi. Đây có cái giấy chứng nhận của hãng nè. Đó. Giống như giấy khai sinh của nó đó. Đó. Ở đây là hình thức nó bề ngoài nè các bạn. Để cho nó hơi thấp quá. Đó, đây hình thức bề ngoài của nó. 4 kênh, mỗi một kênh là 2400W. Đó. Mấy cổng này cổng internet nè, network nè, đây nó có lưu link nè. In out. Đó. Có 4 cái volume để khiển cho 4 channel. À. Đó. Bạc number, series number. Made in Mexico. Đó. Dòng DCI này thì nó là output của nó là nó đánh von luôn nha các bạn, vừa von vừa ôm luôn nha. Nghe nè. Đánh von thì nó có đánh von và đánh ôm luôn. Out 1 2 3 4. Con này là reset dữ liệu data của nó nè. Thì nguồn tắt on up rồi cho vô luôn anh ơi. Này nay bỏ khoảng tầm khoảng 1 tỷ nha các bạn ra lắp trưng bày cho các bạn xem cái tủ này. Đó, thì cái nguyên cái tủ này nó sẽ có cái dòng là DCI thì nó có rất là nhiều mô đồ nha các bạn. Series thì nó là dùng như 8600 này và 8600N. Đó một cái có network, một cái không. Thì mỗi một cái dòng như vậy nó đều có cái không và có cái N hết. Đối với cái này 2x1250 tức là 2 kênh, mỗi một kênh là 1250W nha các bạn. À, dòng này không có N nè. Còn dòng này là có N nè. Network. Thì con này không là 72 triệu chưa thế. Có thế luôn khoảng gần 80. Đó, con này thì 135. Con này thì khoảng 100 triệu. Nó con này thì 159 triệu là cái con 8x8600. 8 kênh, mỗi một kênh là 600W. Con này 8300 thì 8 kênh, mỗi kênh 300W nha các bạn. Dòng này có N. Đó. Làm từ dưới lên trên. Còn con này là 2400 nha các bạn. Con này khoảng 230 triệu nha. 230 mấy triệu đó. 231, 32 triệu đó, luôn thế đó. Con này là 4x2400N. Con này tương đối là nó cũng khá khá đắt tiền. Đập thùng ra để trưng bày luôn nha. Nói chung là mấy cái tủ âm ly này các bạn nhìn như đây chứ tiền tỷ không đó. Giờ đơn giản như mỗi tủ, như tủ này cũng hết 1 tỷ bạc rồi. Đây giới thiệu các bạn, đây là anh béo.
tủ toàn bộ là tủ nhập hết nha các bạn. Tủ nhập hai lớp. Rồi, vô luôn anh ơi. Bốn bên đây hả? Rồi, để vô một cái đi. Vô. 8, 8 dưới đi, dùng 4 trên. Này bỏ ra 1 tỷ để trưng bày một cái tủ không phải là điều đơn giản nha các bạn. Đi đó riêng một tủ thôi đó. Còn ở đây thì nó có rất là nhiều tủ. Tủ này thì nó tương đối là nó đắt tiền hơn so với những tủ khác. Khác thì cái dòng kia nó sẽ tương đối nó rẻ hơn. Đấy, anh ấy vừa ấm em vừa xay lúa luôn. Còn 8 x 300N nữa các bạn. 8 x 300N nè, 8 chân 600N là có rồi, 8 x 300N nữa thì cái tủ này nó trị giá là khoảng 1 tỷ 2 đó. Đủ tủ là 1 tỷ 2. Đây mình sẽ quay sơ cho các bạn nè, giới thiệu sơ nè ha. 8 x 600N 4 x cho 2400N, 4 x cho 1250N. Đó. Thì ba cái amply này á, cái này là 198 triệu chưa thế, cái này là 217 triệu chưa thế nè. 135 triệu chưa thế nè. Còn cái tủ này thì nó khoảng 72 triệu là 2 x 1250, không có N. 8 x 600 là 159 triệu chưa có N luôn nha. Là giá chưa thế nha. Còn đây là 8 x 300 cho cá chưa có N. Còn này thì em A này thì nó mình để đỡ thôi chứ mốt mình cũng rút ra. Nó còn cái 8 x 300N nó cũng hơn trăm mấy chục triệu nữa nha các bạn. Thì cái tủ này tương đối nó cũng gần đủ, gần đủ cái mô đồ nó cũng gần đủ hết rồi. Thì đối với cái tủ này thì cái giá của nó là đầy tủ này khoảng 1 tỷ 2 đó. Rồi, cho các bạn chiêm ngưỡng cái tủ âm ly 1 tỷ 2 nha. Rồi 1 tỷ 2 chỉ có tại 3 sao audio thôi. Chỗ mình là 383 điện cũ nha các bạn, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ alo hoặc là tới showroom để trưng bày, để xem, để thử các sản phẩm luôn nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi, xin cảm ơn.